Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt ở một cái chợ đêm Đài Loan có tên là Salim Market. Thì chợ đêm là một cái chợ, khu chợ rất là phổ biến ở Đài Loan, và đây cũng là một trong những khu chợ đêm rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Và điều đặc biệt ở đây là cái khu chợ này được tổ chức ở tại đất nước Singapore. Và đó cũng là điều mình rất là vui, vì mình cũng có ước muốn là được đi Đài Loan để trải nghiệm cái văn hóa của họ và ẩm thực của họ, nhưng mà mình chưa có cơ hội để được đi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái chợ đêm để trải nghiệm cái ẩm thực của họ và văn hóa của họ, và hy vọng là mình sẽ kiếm được những món ăn đặc sản ở Đài Loan để giới thiệu cho các bạn xem ha. Ok, và trước khi vào trong thì các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ vào cùng mình trải nghiệm nha. Các bạn, thì nói đến về văn hóa và ẩm thực của Đài Loan thì mình không thể nào không nhắc tới đó là trà sữa. Và ngày hôm nay mình đang có mặt ở một cái tiệm trà sữa cũng rất là quen thuộc với tụi mình rồi, đó là trà sữa Gong Cha. Và điều đặc biệt của tiệm trà sữa Gong Cha này á, và nó sẽ kết hợp với lại một cái thương hiệu khác nữa rất là đặc biệt luôn, và mình sẽ vào trong để trải nghiệm. Nãy giờ mình đứng xếp hàng cũng rất là lâu rồi. Ok các bạn, thì mình đang đứng ở trong cái tiệm trà sữa Gong Cha rồi. Thì một điều đặc biệt ở đây á, thì mình mới vừa biết đó là mình sẽ mua một ly, giá của nó là 6 đô mà mình cầm cái ly không này đây. Và mình sẽ tới tất cả những phụ kiện đằng sau, giống như là có trà, có coi như là cái buffet á, buffet trà sữa mình tự chọn á, cũng rất là hay ha. Và đây là buffet trà sữa, thì mình sẽ tự chọn những cái hương vị, những cái topping mình thích và những loại trà mình thích, hoặc là mình có thể mix tất cả các loại trà với nhau lại. Các bạn, thì mình đã có được một ly trà sữa Gong Cha rồi. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử nó nha. Sai lầm luôn, bởi vì nãy mình bỏ rất là nhiều thứ vô, giờ mình có bỏ chanh dây vô nữa, rồi có nước sốt dâu nữa, rồi kết hợp với trà sữa, cho nên là uống nó hơi kỳ kỳ. Ok, nhưng mà không sao, mình đây là món đầu tiên thôi, và mình sẽ đi thử đi thêm chút xíu nữa để kiếm những món khác. Và đây là một món gà chiên cũng rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Thì các bạn thấy mọi người đang cái bàn rất là đông. Ok, thì mình đã mua một cái mì sốt hàu Đài Loan để ăn thử. Cái món mì này á cũng rất là phổ biến ở Đài Loan luôn. Thì bên trong này sẽ có mình thấy là hai con hàu, và nước sốt nó thì nó sệt sệt. Cái món này đúng ra đặc trưng của bên Đài Loan là sẽ là có thêm thú linh ở trong nữa. Thú linh là cái khúc cuối cùng của cái ruột heo á. Thì cái món đó mình nghĩ là tại vì thú linh này có cái mùi rất là đặc trưng riêng á, cho nên là mình nghĩ là người Singapore không có thích ăn mấy cái là dạng như vậy, giống như mấy cái phụ tùng của con heo á, cho nên là bên này nó không bán, nó bảo đổi thay đổi đó, đổi là hình con hàu. Ok, và bây giờ này mình sẽ ăn hết cái này rồi mình sẽ kiếm thêm món nào đó để ăn thêm để giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn đợi mình chút nha.
Ok, đằng sau lưng mình là một món bánh mì kẹp sandwich cũng của một ca sĩ rất là nổi tiếng ở châu Á luôn. Có lẽ ảo ma mà không biết đúng không? Các bạn có biết ai? Và đó là ca sĩ Châu Kiệt Luân. Bây giờ mình sẽ order thử cái món bánh mì kẹp này để ủng hộ cho ca sĩ mà mình cũng rất là yêu thích. Mình đã mua được cái bánh của ca sĩ Châu Kiệt Luân rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó. Cái vỏ bánh đó, nó giòn giòn mà xốp xốp. Giờ mình sẽ ăn thử cái thịt của nó và nước sốt của nó. Cái nước sốt và cái thịt nó cũng rất là ngon á. Nước sốt là rất là thơm, mùi tiêu nè. Thịt gà, thịt hem gà rất là mềm, rất là ngon. Đúng là không làm mình thất vọng về ca sĩ mà mình yêu thích. Và bây giờ mình sẽ cố gắng ăn hết cái này rồi mình sẽ đi tham quan tiếp. Trước mặt mình là một loại bánh đặc sản của Đài Loan, đó là bánh dứa. Đúng không? Và bánh dứa là một loại bánh cũng rất là nổi tiếng và đặc trưng ở Đài Loan. Vì hồi xưa người dân Đài Loan người ta trồng dứa rất là nhiều. Và có một thời gian người dân không có bán được dứa, cho nên là chính phủ đã chế biến cái dứa đó là thành món bánh dứa. Và đóng hộp trong một cái hộp rất là đẹp. Cho nên là bây giờ đã tạo thành một cái đặc sản riêng của Đài Loan luôn. Nên là ai đi qua du lịch Đài Loan đều cũng mua một hộp hoặc là nhiều hộp về để tặng cho người thân hoặc gia đình và bạn bè. Đây là một món ăn mà có cái số lượng người mà xếp hàng dài nhất luôn á. Mình thấy có lẽ là dài ra tới đầu cổng luôn á. Rất là ghê luôn. Mình rất muốn ăn thử luôn á. Nhưng mà không biết làm sao để mà xếp hàng xong chắc là tới tối luôn á. Thật là tiếc. Ok, và món tiếp theo mình mua được là món xúc xích nướng. À, không phải là xúc xích nướng mà là lạp xưởng nướng. Để mà mua được cái món này thì cũng rất là vất vả luôn mọi người ơi. Phải đợi chắc mới tầm 20 phút trở lên á. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó nha. Rất là thơm luôn. Cũng rất là giống lạp xưởng của Việt Nam mình. Có điều ở đây đó là lạp xưởng của nó là lạp xưởng tươi nha mọi người. Nói rằng nhìn nó rất ướt ướt và có độ mềm, không giống như lạp xưởng của Việt Nam mình đem đi phơi khô. Và cái món lạp xưởng này á cũng rất là phổ biến ở Đài Loan. Đi đâu các bạn cũng sẽ thấy cái món lạp xưởng nướng này. Và người dân Đài Loan á, người ta sẽ ăn lạp xưởng rất là thường xuyên, chứ không phải giống Việt Nam mình là để tới Tết mới ăn. Cho nên là món này rất là phổ biến. Đang như đang mở nhạc của Châu Kiệt Luân rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái cục tỏi thôi, có gì đặc biệt không, mà tại sao nó lại cho cái cục tỏi vô. Các bạn biết cảm giác gì không? Giống như là ăn trúng bột tạc gì đó. Kỳ lắm, nó rất là cay nồng. Bạn thấy mà chảy nước mắt luôn rồi nè. Wow. Và bây giờ chắc là mình sẽ kiếm thêm một ly trà hoặc là ly trà sữa nào đó để uống thêm. Chứ hồi nãy là
vừa mới bước vô cổng uống cái ly gong cha đó rất là thất bại luôn. Rồi gặp mình mới vừa ăn cái tỏi đó, cái mùi tỏi rất là nồng và rất là cay, cho nên là cái miệng mình rất là có mùi rất là khó chịu. Ok, và bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một loại trà nổi tiếng ở Đài Loan uống thử nha. Bây giờ cái con trà sữa dòng cha này nó đi vòng vòng ngoài luôn á mọi người. Nè. Nó đang đi thả thính đó mọi người. Ok các bạn, thì mình đã mua được thêm một ly trà sữa nữa. Thì cái trà sữa này có tên là Purple Tea. Không. Thì mình kêu một cái trà sữa ô long trân châu đường đen. Bây giờ mình sẽ lắc lên và uống thử nó. Thì cái trân châu đường đen này có rất là nhiều cách để uống ha. Thì nhưng mà mình thì vẫn thích lắc nó lên thôi, để trộn đều tất cả nguyên liệu lại. Ok, và bây giờ mình sẽ uống thử nó. Trân châu rất là dẻo luôn và có chút xíu độ dai dẻo. Còn trà thì nó rất là đậm đặc mùi trà, cái vị ngọt của nó thì vừa thôi, cũng đối với mình là vừa, không có ngọt gắt, ngọt rất là ngọt thanh. Ok, và bây giờ mình sẽ uống hết cái ly trà sữa này và mình sẽ tham quan tiếp cái khu chợ Đài Loan này, và mình sẽ đi tham quan cái khu trò chơi của nó. Có rất là nhiều trò chơi giống như là gấp thú nè, hay là bắn phóng phi tiêu, hay là bắn súng gì đó này nọ. Thực sự là nó là y chang như chợ đêm Đài Loan không? Vì nó là chợ đêm Đài Loan mà. Ok, không biết mình nói gì luôn. Giờ mình sẽ kết thúc là cái clip này tại đây nha. Hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok, bye bye.